Đối với thị trường trái phiếu doanh nghiệp, tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu, chuyên gia tài chính ngân hàng cho rằng cơ hội và rủi ro là hai yếu tố luôn song hành. Tuy nhiên, nguy cơ vỡ nợ trái phiếu đã dần hiện rõ, đặc biệt là trái phiếu bất động sản. Theo đó, dù nhà điều hành có hạn chế đối tượng tham gia thị trường, tức hạn chế nhu cầu, nhưng đối với bối cảnh rủi ro gia tăng vì dịch bệnh COVID-19 thì lãi suất trái phiếu cao vẫn được nhà đầu tư đón nhận. Tuy nhiên, nhà đầu tư cá nhân không nên chỉ nhìn vào lãi suất cao mà phải tìm lối thoát cho những năm sắp tới. Trái phiếu vẫn phát hành đều nhờ lãi suất, trong khi hàng chục nghìn doanh nghiệp buộc lòng phải rời khỏi thị trường. Nếu từ nay tới cuối năm tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn, con số này có thể lên tới 100.000 doanh nghiệp. Tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu bày tỏ lo ngại, không ai dám chắc rằng trong số đó không có những doanh nghiệp đã phát hành trái phiếu. Nguy cơ vỡ nợ trái phiếu dần hiện rõ, đặc biệt là trái phiếu bất động sản. Do đó, trong giai đoạn nền kinh tế khó khăn bởi dịch bệnh, đây không phải là lúc nhà đầu tư cá nhân bùng nổ và kiếm lợi nhuận bằng mọi giá, mà là thời điểm của sự chọn lọc và cẩn trọng. Bộ Tài chính cho biết trong 6 tháng đầu năm, khối lượng trái phiếu phát hành ra công chúng đạt trên 15.000 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 8% tổng khối lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành, cao hơn mức 6,5% của năm 2020. Nhiều doanh nghiệp đã phát hành trái phiếu với lãi suất hấp dẫn, trung bình gấp 1,5 lần, thậm chí là gấp 2 lần lãi suất huy động của các ngân hàng. Thưa quý vị, trong khi VN-Index vẫn chưa tìm lại chính mình sau cú điều chỉnh từ đầu tháng 7, nhiều cổ phiếu đã hồi phục, thậm chí là chinh phục đỉnh mới. Tăng mạnh nhất trên thị trường trong phiên ngày 30 tháng 8 không phải là những nhóm ngành quen thuộc như chứng khoán, bất động sản, ngân hàng hay sắt thép, mà đó là chăm sóc sức khỏe. Có tới 8 trên 19 cổ phiếu nhóm này là tăng trần. Rất có thể dòng tiền đổ vào nhóm dược gần đây mang nặng tính đầu cơ, nhiều hơn là dựa trên yếu tố cơ bản thực sự, bởi nhiều công ty không liên quan đến vaccine, thậm chí thua lỗ cũng được kéo tăng trần với giá trị giao dịch thấp. Bên cạnh dòng tiền đầu cơ tìm kiếm cơ hội ở những cổ phiếu rủi ro, thời gian vừa qua đã ghi nhận dòng tiền quay trở lại cả những cổ phiếu ở nhóm trung tính an toàn, tức là có các chỉ số tốt trong trung và dài hạn. Theo giới phân tích, nhà đầu tư đã nhìn rõ kết quả kinh doanh quý 3 sẽ khá ảm đạm, nhưng họ đang bắt đầu theo đuổi cơ hội tại các nhóm ngành có thể hưởng lợi từ các yếu tố kinh tế đáng chú ý có thể phục hồi trong quý 4. Tiếp theo chương trình là những thông tin về thị trường chứng khoán châu Á và ba kênh đầu tư lớn. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Cổ phiếu ở châu Á Thái Bình Dương hầu hết giảm trong phiên giao dịch sáng thứ ba do dữ liệu cho thấy hoạt động của các nhà máy ở Trung Quốc trong tháng 8 đã tăng trưởng chậm lại. Tại Trung Quốc đại lục, chỉ số Shanghai Composite giảm 0,28%, chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 0,5%, tại Nhật Bản chỉ số Nikkei 225 đã giảm 0,1%, Kospi của Hàn Quốc giảm 0,15%, S&P ASX 200 tại Úc hoạt động tốt hơn khi tăng 0,17%. Trên thị trường tiền tệ, đồng đô la Mỹ ổn định sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tuần vào ngày thứ hai, khi đồng bạc xanh cố gắng phục hồi từ mức giảm hôm thứ sáu sau thông tin từ chủ tịch cục dự trữ liên bang Mỹ Fed Jerome Powell cho biết việc giảm dần lãi suất có thể bắt đầu trong năm nay, nhưng ngân hàng trung ương không vội tăng lãi suất. Chỉ số US Dollar Index không đổi ở mức 92,69 điểm. Trên thị trường năng lượng, giá dầu tăng hơn vào ngày thứ hai sau khi cơn bão Ida suy yếu thành bão nhiệt đới đã khiến sản xuất dầu ở vùng vịnh của Hoa Kỳ đã bị đình chỉ và OPEC cộng có vẻ sẽ tiếp tục với kế hoạch tăng sản lượng dầu. Giá dầu thô Brent tăng 54 cent tương đương 0,74% lên 73,23 đô la Mỹ một thùng lúc 17 giờ 44 phút theo giờ địa phương. Giá dầu thô WTI của Mỹ tăng 34 cent tương đương 0,54% lên 69,08 đô la Mỹ một thùng. Giá vàng đã trượt dốc sau khi chạm mức cao nhất gần 4 tuần trước đó vào ngày thứ hai, khi đồng đô la Mỹ tăng từ mức thấp và các nhà đầu tư tỏ ra thận trọng trước khi báo cáo việc làm quan trọng của Hoa Kỳ được công bố vào cuối tuần. Giá vàng giao ngay đã giảm 0,4% xuống 1.808,67 đô la Mỹ một ounce, giá vàng tương lai của Mỹ giảm 0,4% ở mức 1.812,2 đô la Mỹ một ounce. Thưa quý vị, vào sáng ngày 31 tháng 8, Hà Nội thông báo từ 18 giờ ngày 30 tháng 8 cho đến 6 giờ ngày 31 tháng 8, thành phố ghi nhận 13 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 7 ca tại các khu cách ly và 6 ca tại khu vực phong tỏa. Các ca mắc mới phân bố theo quận huyện tại Hai Bà Trưng 4 trường hợp, Hoàng Mai 2 trường hợp, Đan Phượng 2 trường hợp. Tại các huyện Thạch Thất, Gia Lâm, Thanh Xuân, Đông Anh, Hà Đông đều có 1 trường hợp. Xin được chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Sau 43 ngày thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16, tình hình dịch bệnh của tỉnh Long An đã dần được kiểm soát nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp, đặc biệt là tại các địa phương thuộc vùng đỏ. Do vậy, tỉnh Long An tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội đối với các huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Giuộc, Châu Thành, Thủ Thừa, Cần Đước,
từ 0 giờ ngày 31 tháng 8 năm 2021 đến hết ngày 13 tháng 9 năm 2021. Thị xã Kiến Tường và các huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Đức Huệ áp dụng từ 0 giờ ngày 31 tháng 8 năm 2021 đến hết ngày 6 tháng 9 năm 2021. Tiếp theo chương trình là thông tin về tình hình dịch COVID-19 đáng chú ý khác. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa phát đi yêu cầu dừng cấp giấy nhận diện cho xe chở hàng. Thay vào đó, người chở hàng sẽ thực hiện việc đăng ký sử dụng giấy nhận diện có mã QR tại địa chỉ vantai.drvn.gov.vn. Việc thực hiện sử dụng giấy nhận diện bằng mã QR tiến hành một cách tự động theo quy định tại công văn số 6102 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Trước đây, giấy nhận diện được các Sở Giao thông Vận tải phê duyệt. Ngoài ra, Sở Giao thông Vận tải cũng ngừng phê duyệt cấp giấy nhận diện có mã QR với các phương tiện vận tải hàng hóa, công nhân và chuyên gia thông qua các đơn vị đầu mối. Ngày 30 tháng 8, Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương cho biết tỉnh đã đồng ý tiếp nhận 1 triệu liều vaccine Verocell do Sinopharm sản xuất để tiêm cho người dân. Trong ít ngày tới, Bình Dương sẽ bắt đầu triển khai tiêm vaccine Verocell của Sinopharm tiếp nhận từ Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, Bình Dương thực hiện chiến dịch tiêm vaccine thần tốc với khoảng 100.000 liều trên một ngày. Tuy nhiên, sau đó lượng vaccine được phân bổ đã được tiêm hết. Theo kế hoạch, ngay sau khi nhận số vaccine trên từ Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương sẽ phân bổ về các địa phương, các khu công nghiệp để tiêm cho người dân, công nhân và người lao động. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã đưa ra khuyến khích và hỗ trợ triển khai quét mã QR khai báo y tế và kiểm soát ra vào tại các chốt nhỏ trong từng khu dân cư. Trước đó, thành phố cũng đã áp dụng thành công tại các bệnh viện, cơ quan nhà nước và các chốt kiểm soát ra vào cửa ngõ thành phố. Khi quét mã QR khai báo y tế, người có nguy cơ sẽ được phát hiện ngay và ngăn chặn kịp thời việc ra vào khu dân cư, qua đó kiểm soát được người đến từ vùng có dịch, người có dấu hiệu ho sốt, người tiếp xúc với F0 và người nghi nhiễm. Ngày 30 tháng 8, Sở Công Thương thành phố Hà Nội đã thông tin danh sách các đơn vị điểm bán hàng hóa thiết yếu trên địa bàn có triển khai hình thức bán hàng trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ website congthuong.hanoi.gov.vn. Theo đó, có 600 điểm bán hàng hóa thiết yếu, bao gồm 565 điểm bán hàng đặt tại các quận huyện của thành phố và 35 siêu thị, hệ thống phân phối, sàn thương mại điện tử nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân thủ đô. Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội vừa có kiến nghị tháo gỡ vướng mắc trong triển khai gói 26.000 tỷ đồng để các địa phương đưa nguồn lực hỗ trợ đến các đối tượng kịp thời. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, quy định đòi hỏi phải có quyết toán thuế của năm 2020 mới được nhận hỗ trợ là một trong những điểm vướng nhất của doanh nghiệp tại thời điểm này, bởi như các doanh nghiệp du lịch, bối cảnh đại dịch đồng nghĩa với doanh thu bằng không. Ngoài ra, các địa phương đã có quy định danh mục những ngành nghề công việc của người lao động tự do. Tuy nhiên, cán bộ ở cơ sở vẫn có những cách hiểu khác nhau hoặc vẫn còn nhiều người lao động tự do làm các công việc không có trong danh mục nên chưa được hỗ trợ. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết sẽ sớm trình chính phủ xem xét sửa đổi các quy định theo hướng đơn giản hóa hồ sơ thủ tục xác nhận và phê duyệt hơn nữa để người sử dụng lao động và người lao động được hỗ trợ kịp thời. Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông tin tính đến ngày 20 tháng 8, tổng vốn FDI đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp đạt 19,12 tỷ đô la Mỹ, giảm hơn 2% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện 8 tháng đạt 11,58 tỷ đô la Mỹ, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2020. Hiện vốn FDI đã đầu tư vào 18 ngành lĩnh vực, trong đó công nghiệp chế biến chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt gần 9,3 tỷ đô la Mỹ. Chính sách mới cho điện mặt trời áp mái tới đây sẽ không còn giá ưu đãi cố định hay còn gọi là giá FIT trong 20 năm như trước đây, mà sẽ được xây dựng trên cơ sở khung giá phát điện hàng năm do Bộ Công Thương ban hành, đảm bảo sát giá với thị trường. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý nằm trong dự thảo quyết định cơ chế phát triển năng lượng tái tạo đang được Bộ Công Thương soạn thảo. Dự thảo cũng đưa ra tỷ lệ tự dùng tại chỗ của các dự án điện mặt trời áp mái phải từ 70-90% nhằm giảm áp lực đầu tư lên lưới truyền tải và phân phối. Phần điện còn lại từ 10-30% sẽ bán lại cho EVN. Giá bán sẽ theo khung giá phát điện mặt trời hàng năm do Bộ Công Thương ban hành, đảm bảo sát với giá thị trường. Ngoài ra, đại diện Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo cũng cho biết dự án điện mặt trời áp mái sẽ không bị hạn chế công suất dưới 1 MW như trước đây, mà có thể lên tới 7-8 MW và đấu nối vào lưới điện dưới 35 kV.
không cần đầu tư thêm lưới điện để phục vụ các công trình điện mặt trời áp mái, tránh tổn thất và tắc nghẽn truyền tải. Nửa cuối tháng 8, nhiều ngân hàng đã điều chỉnh biểu giá lãi suất huy động theo xu hướng giảm, trong đó có nơi giảm tới 0,5 cho tới 0,8 điểm phần trăm. Sacombank công bố biểu giá lãi suất tiết kiệm mới áp dụng từ ngày 19 tháng 8 giảm khoảng từ 0,2 tới 0,4% một năm ở nhiều kỳ hạn. Trong tháng 8, Techcombank cũng đã có hai lần điều chỉnh lãi suất huy động, lần điều chỉnh gần nhất là ngày 23 tháng 8. So với đầu tháng 8, lãi suất tiết kiệm thường của Techcombank đã giảm khoảng 0,1 điểm phần trăm. SCBank cũng mới áp dụng biểu lãi suất huy động mới đối với khách hàng cá nhân từ ngày 26 tháng 8. Theo đó, lãi suất tiết kiệm khi gửi tại quầy hiện chỉ còn 6,1% một năm, áp dụng cho kỳ hạn từ 15 tới 36 tháng, giảm 0,02 điểm phần trăm so với trước đó. Một số kỳ hạn ngắn giảm từ 0,3 tới 0,4 điểm phần trăm. Giữa tháng 8, TPBank cũng cập nhật biểu giá lãi suất mới và giảm mạnh từ 0,8 điểm phần trăm ở một số các kỳ hạn. Thưa quý vị, theo số liệu của Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh cho thấy, một tháng sau khi dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp phòng dịch, nước Anh vẫn ghi nhận số ca mắc mới, nhập viện và cả tử vong do COVID-19 tiếp tục gia tăng. Tính trung bình, số ca nhập viện do COVID-19 tại nước Anh hiện ở mức hơn 900 ca trên một ngày, cao gấp 8 lần so với cùng thời điểm vào năm ngoái. Gần 7.000 người đang nhập viện điều trị COVID-19 và số ca tử vong đang tăng trở lại, trung bình hơn 100 ca trên một ngày, mức cao nhất kể từ tháng 3 vừa qua. Theo dữ liệu từ ONS, tỷ lệ mắc COVID-19 của Anh hiện ở mức 1 trên 70 dân, một trong những tỷ lệ cao nhất ở châu Âu. Với sự gia tăng các ca mắc COVID-19 cùng với các virus cúm khác, các nhà khoa học Anh cảnh báo tình hình có thể trở nên tệ hơn vào mùa thu và mùa đông năm nay, đồng thời nhấn mạnh việc tiêm chủng cần được ưu tiên hàng đầu bởi vaccine là biện pháp hiệu quả nhất cho tới nay. Thưa quý vị, Italy thông báo sẽ bỏ quy định cách ly 5 ngày đối với những du khách đến từ nước Anh. Bộ Y tế Italy cho biết đã ký sắc lệnh chấm dứt thời gian cách ly 5 ngày đối với du khách đến từ Anh. Xét nghiệm COVID-19 có kết quả âm tính phải được thực hiện 48 giờ trước khi đến Italy và phải được thực hiện sau ít nhất là 14 ngày kể từ khi du khách được tiêm đầy đủ vaccine ngừa COVID-19. Trẻ em dưới 6 tuổi không yêu cầu phải có kết quả xét nghiệm. Các du khách Anh vẫn được yêu cầu hoàn thành mẫu khai y tế trước khi vào Italy. Theo các hạn chế hiện có, áp dụng cho đến ngày 30 tháng 8, du khách Anh phải xuất trình xét nghiệm COVID-19 âm tính, trải qua thời gian tự cách ly bắt buộc trong 5 ngày và sau đó thực hiện một xét nghiệm COVID-19 có kết quả âm tính khác để được hết cách ly. Các biện pháp trên được đưa ra vào ngày 21 tháng 6 năm 2021 để đối phó với các mối đe dọa từ biến thể Delta. Viện Huyết Thanh của Ấn Độ, nhà sản xuất vaccine lớn nhất trên thế giới, hiện đang sản xuất khoảng 150 triệu liều vaccine AstraZeneca trong mỗi tháng, nhiều hơn gấp 2 lần so với mức sản lượng của hồi tháng 4. Sản lượng vaccine COVID-19 ngày càng tăng và hơn một nửa dân số trưởng thành của Ấn Độ đã được tiêm ít nhất một liều, đang làm dấy lên hy vọng nước này sẽ sớm trở lại đường đua xuất khẩu vaccine trong vài tháng tới. Sau khi viện trợ và bán 66 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 cho gần 100 quốc gia, Ấn Độ đã cấm xuất khẩu vào giữa tháng 4 năm nay để tập trung cho chương trình tiêm chủng trong nước, trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát. Động thái này đã làm đảo lộn kế hoạch tiêm chủng của nhiều quốc gia châu Phi và Nam Á. Viện Huyết Thanh Ấn Độ SII, nhà sản xuất vaccine lớn nhất thế giới, hiện đang sản xuất khoảng 150 triệu liều vaccine AstraZeneca mỗi tháng, nhiều hơn gấp 2 lần so với mức sản lượng hồi tháng 4 năm nay là khoảng 65 triệu liều.